Những trích dẫn đáng suy ngẫm trong cuốn sách Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. 1. Mãi sau này tôi mới biết được, những người kiên nhẫn đều là những người thiệt thòi, phải chịu đựng sự tức giận của người khác. Những người thấu hiểu luôn bị người khác lạnh nhạt. Kẻ biết chăm sóc người khác lại là người không ai chăm sóc. Vừa khóc vừa làm loạn thì sẽ được cưng chiều, kẻ hiểu chuyện thì lại chẳng ai thương. 2. Có những bậc cha mẹ là người tự cắt đi đôi cánh của con mình, nhưng sau này họ lại than phiền, sao con không thể tự cất cánh bay. 3. Người hạnh phúc dùng tuổi thơ chữa lành cuộc đời, còn người bất hạnh dùng cuộc đời chữa lành tuổi thơ. 4. Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn kìm nén tính cách cùng ham muốn thực sự của mình, sống theo cách mà cha mẹ chúng thích để làm hài lòng họ. Vì thế lớn lên, cho dù cuộc sống của chúng luôn suôn sẻ, tốt đẹp, trong lòng chúng vẫn mãi chất chứa nỗi niềm uất ức một cách khó hiểu. 5. Một đứa trẻ nghịch ngợm khiến bạn đau đầu, còn một đứa trẻ hiểu chuyện khiến bạn thấy đau lòng. 6. Hiểu chuyện là tiêu chuẩn mà cha mẹ dạy con cái, đồng thời cũng là gánh nặng mà các bậc phụ huynh dồn lên con mình. Bạn có thể chọn mang theo gánh nặng này để cố gắng tiến